Chào bạn, tôi biết bạn đang cố gắng rất nhiều. Tôi biết bạn đang gặp khó khăn, tôi biết bạn đang vô cùng mệt mỏi, và tôi biết bạn đang có ý định bỏ cuộc. Cuộc đời là của bạn, lựa chọn là của bạn, quyết định là của bạn. Nhưng trước khi từ bỏ, ít nhất hãy xem hết video này. Bạn có chắc là khi bạn bỏ cuộc và tìm hướng đi khác, cuộc đời sẽ buông tha bạn, sẽ ngừng quăng quật bạn, sẽ gửi đến bạn những việc dễ dàng? Nghĩa may thay, bạn cần muốn cuộc đời thoải mái thì bạn sẽ nhận càng nhiều những khó khăn. Cuộc đời vẫn cứ ném đá vào bạn, chống đối lại bạn, trao cho bạn những thử thách nghịch cảnh. Đằng nào cũng phải chiến đấu, và đằng nào thì bạn cũng đã đi đến tận đây rồi. Tại sao là phải quay đầu? Steve Jobs không gây dựng Apple bằng cách chơi game. Usain Bolt không phô địch thế giới bằng cách ngủ thật nhiều. Tượng vàng Oscar không tự có chân để tìm đến với Leonardo DiCaprio. Vẫn là câu nói kinh điển, no pain, no gain. Không có đau đớn thì sẽ không có thành quả. Cái mà bạn đang chịu đựng chính là nỗi đau để đổi lấy những gì bạn hằng mơ ước. Thật đáng tiếc khi có nhiều người bỏ cuộc trước giây phút quan trọng nhất. Người chiến thắng chưa chắc là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn đó phải là người không bỏ cuộc. Hãy nhớ đến những hào hứng, phấn khích khi bạn mới nảy sinh ra ý tưởng. Hãy nhớ đến những người vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ bạn. Hãy nhớ đến việc bạn đã từng khao khát thành công mãnh liệt như thế nào. Đó chính là nhiên liệu để thắp lại ngọn lửa trong bạn. Không có bất cứ sự thoải mái dễ dàng nào trên con đường đi đến thành công. Bạn có thể gào thét, bạn có thể khóc lóc, bạn có thể chửi rủa, nhưng tuyệt đối bạn không được bỏ cuộc.